không phải đi mua. Nếu nhận này cho em không có phải mua cá sộp cá rô phi đây. À đấy, lu đầu vuông á. Tao ăn đâu? Lu đầu vuông á. Con này phải 5 đạn. Cho tao chứ thả ăn đâu. Thả đó. Cho nó sai cái 7000 con rồi. Anh bắn đéo bắn được rồi. Này. Riêng anh đi, mà chú anh chưa bắn lần nào. Thảo nó ăn mấy nghìn con này bảo nó chưa bẩn môi. Một buồn chưa bắn một lần nào đi mà chú đều chú bắn. Cảm giác như nào hả anh? Nó ngọt ngọt. Ngọt nó có thơm không anh? Không thơm mà nó rất thơm ấy. Xà lách lại rất hợp với ngon. Ngon thơm rồi nhỉ. Anh là người kỹ tính đấy. Cái con cá rô này anh không? Chung là con cá rô này nếu mà để nướng nó vui trêu thôi, nhưng mà nếu mà ăn nó kiểu đúng như là con nó béo ăn mà gói mà ăn mà có rau này ăn là ngon. Không đấy. Vì nói thật là anh cũng ăn rồi chú ơi. Nhưng mà không phải kiêm tốn đâu, nếu chuẩn là thủy xanh. Thứ 200 bao cá. Ăn cá nướng thì gồm có rất nhiều các loại rau thơm quý vị các bạn ạ. Đây là xoài, xoài xanh một. Anh ăn kiểu miền Tây. Nó là xoài. Quê mình còn có cái món ổi nữa. Không phải là cá ngon, cá hôm nay là ngon. Và cái nước chấm thần thánh là bột canh và ớt. Bắt 2 cân đến 3 cân. Cắt nát. Mùa này nhà mình quất nhá. Còn cá chanh cũng được quý vị các bạn. Anh ơi, mùa này mình có rau ở đâu, rau xà lách này anh nhỉ? Rau nhà trồng. Rau nhà trồng. Rau nhà trồng. Rau nhà trồng. Ở quê thì tuyệt vời nhất là các cái món như này. Trái đuổi về hết. Mời quý vị các bạn dùng bữa với anh em nhé. Đấy là bổ vào thôi. Không. Đúng kiểu như bắt ở đồng rừng về sao, ngọt lắm. Cá nuôi thả tự nhiên. Anh đi uống rượu ở đâu về rồi nhưng mà anh ăn vẫn thấy ngọt, vẫn thích vui vui. Chính tỏ cá quá ngon đấy. Tiểu lượng cực cao luôn. Không cao. Này ngọt thế nhỉ? Uống nữa, nhưng mà cá nó có ngọt ngọt vị đúng mà cá hôm cá qua đó. Là biết là hôm rượu vẫn từ hôm chủ quán mang lên thì có vẻ rượu nhà em nào mà không cá nghe tao tao về trong nghe tao mình hỏng tất kệ ở đấy rồi cháu rất thơm. Của chú mình mày kệ mày đây cá rô đồng nướng than hoa mày phải chịu lý do này cú mèo đây vui gọi bằng anh còn không vui anh xin mời mọi người nhé. Ok thấy đây nhiều món rất là ngon. Mai về mà cắt còn nâu hết. Còn gần thường quê. Anh Hảo rất ba ngang. Tuyệt vời. Còn nâu hết. Cứ anh khen là được rồi. Nếu mà ăn muôn ẩm thực này nếu để anh thưởng thức là được. Vì nếu con cá này ấy, nếu chuẩn con cá là không hề một tí nào trong ao. Đây quý vị các bạn thấy là các cái món ngon đồng quê. Chú thử ăn ngay con cá mua đó. Xem là nó cấm ngon bán nó khác. Ngon hơn không? Bán nó khác không? Nó săn hay cả đập săn ngon. Không ngon bán cái chim. Không bán cho càng nhiều tốt. Cảm nhận. Yeah. Tập trung cảm nhận. Đây là các cái món ăn dai dai về chú đêm. Chú phải dô. Ê dô phi này. Biết là dô đầu vuông này. Dô đầu vuông tất. Ô tất cả anh. Dô đầu vuông ấy. Ô thế là nướng nó ép chết đấy. Đây nghi ngờ đây vớt hả? Tặng Tùng chai lồ tả cái món gà đi qua cái ai cá rô đầu vương nướng thế nào gà đâu ối gà áo đẹp thì chắc gà không gà nó đi bỏ việc học cho một chút xoài xanh mấy một miếng cá rô đầu vương nướng đầu tiên ăn không ngon mà thịt nó rất là trắng nhỉ sộp ra rồi ăn chắc xin mời mọi người nhá con rô đầu vương ăn không ngon rất thơm á rất là thơm mà ngon nướng rất vừa tầm ăn dai đầu bếp rất tuyệt vời đấy mày mà, đây mà là cái món cá nướng tan hoa đấy. Những câu vừa hay mà nói bất hủ mày mà quý vị các bạn thấy đây không biết là cái món gì cả rơm vào đây như này sao anh em mà biết món này là món gì thì comment và bình luận ở phía dưới cho anh em nghe nhá và cách ăn như nào nhá. Còn hôm nay anh em mình ăn bò cứ ăn theo cách là nó gọi dậy cho chừa là giống tương tự với cả cái nem của mình bản năng nếu là chú nhìn đấy cửa khóa trong là mình sẽ ăn có món này. Ơ nhưng mà em ơi em đi dạ. Đâu mà có cái món này em món này là em về thành phố Quy Nhơn Bình Định anh ạ. Ồ. Đấy thì em cũng không biết là cái gì đâu nhưng vợ em mua cho em bảo cứ cầm về làm quà cho anh em. Cho nên là hôm nay là em mang món này về để anh em cùng ăn. Xem mà cách ăn nó như nào. Xem ăn mùi vị nó ra sao. Đó xin mời anh em nhá. Nhưng mà anh Phân đang đi hai lá sung mà. Bây giờ lát nữa chờ anh Thuân anh mang lá sung về thì anh em mình nhìn nó béo ngậy đi nhìn cùng thưởng thức xem là món này nó như nào.
Thịt mỡ à? Em không rõ đây, em thử bỏ ra. Quý vị các bạn đợi nhá. Không, món này nó khác với mình đấy. Anh ăn sẽ có vị khác. Ôi nhìn có lá ổi này. Lá ổi đây, lá ổi đây. Nem tai này. Có tai đây, tai. Đấy gọi là nem tai đấy. Cái này thì ở Bình Định gọi là món này gọi là ché. Đấy, đọc theo tiếng địa phương là ché. Còn mình cũng không hiểu từ ché nó như nào. Phương tiếng địa phương. Đấy, tiếng địa phương. Đây. Được cuốn bằng dơm. Đây, cuộn bằng dơm. Quà của Ngô Đạt đây. Ôi trời, tuyệt vời. Bên đây bên trong thì anh em mình mở ra nó như này. Đây. Đấy, thì lát nữa chờ một lúc thì anh mang lá sung về thì anh em mình cuốn lá sung ăn. Chia sẻ xem cái mùi vị như nào. Chia sẻ cái mùi vị xem anh em thưởng thức mùi vị như nào. Chứ mình nhìn thấy qua là có lá ổi này và nem tai. Đây là ổi. Xanh màu đỏ ổi. Đấy, đấy, con tai. Con ba khoang, con này con người tai. Được rồi đấy. Càng đi. Con này biết bay mà. Mùi thơm nhỉ? Mùi thơm mới nó. Mùi nó hơi chua chua và thơm ngậy của thịt. Cũng có thể là đây một dạng nem chua ấy nhỉ. Vâng. Có cánh mà. Nhưng mà nó khác lắm, khác vị lắm. Mua này ấy. Mùi nó khác. Chứ con chứ nhỉ? Trẻ con. Đấy, vị các bạn là anh em mình đã tự chế cái món này chứ còn thực tế là anh em mình không phải là hiểu biết về cái món gọi là món ché nhỉ? Đạt nhỉ? Vâng. Tiếng địa phương gọi là ché. Đấy. Hôm nay anh em mình sẽ ăn với quả sung này. Lá sung tươi này. Chấm tương ớt. Đấy, chấm tương ớt. Bắn theo nam xe thì món này nó lâu rồi nhưng quế à. Vinh. Cũng biết chỉnh nó lâu. Không phải nó cân như bị chính. Của nó là chuẩn rồi. Đấy. Phải nhìn theo đèn ấy mà rung tay ấy. Em ăn thêm ăn tả cho anh em. Đây này, chủ kia có nó có cân không? Đấy. Còn cái đen của nó là chuẩn rồi. Cái này nó làm bằng thịt tai đấy. Nem tai đấy, kiểu dạng nem tai mình ấy. Đấy. Mình nem tai chín rồi đấy nhỉ. Nhưng cái này mùi vị chín rồi chứ anh. Đấy, em cuộn lại ăn xem nó tả cho anh. Cái này mùi vị nó khác đấy. Chua. Hôm đầu tiên siếc này nó mà đang làm đen này. Mùi ăn toàn vi 8 anh nhỉ. Lá sung nhá. Thích đây này. Lá sung này. 5kg của em. Kèm theo cái... 5kg. Ché. Ché. Ché Bình Định anh nhá. Em cho một vài cái lá đấy nè. Chắc lá này ăn được. Lá ổi ăn được. Nên chỉ lấy đồ vứt đi thôi. Hỏi làm gì thì mới cả tương ớt đi. Nếu quý vị và các bạn hiểu biết về cái món này thì các bạn chia sẻ bằng cách là bình luận phía dưới video các bạn nhé. Anh em mình là chưa hiểu về món này lắm. Xin mời anh em nhá. Thái, chăm chăm. Thái thử bắn phát rồi. Bắn ở đây này. A. Giòn. Giòn lắm ạ. Cảm giác nó như nào em? Thế là nó khác cái chú mua cho anh ạ. Nó... Cái anh em đang dùng là cả hai lớp. Cái này là cái một lớp. Có cái loại dây đầu của chú ấy. Cái loại mát đầu của chú ấy. Cái dây một lớp. Dùng tay ngắm theo nha gen này ngắm nâu. Cái này là chú mua một cái đó đeo cổ tay này là không ai đi đút được vào đây. Mùi vị đây nào. Cái này nó theo cái ý. Mùi thơm hay nào. Ý một thời gian cái ché ở Bình Định đặc biệt là cái á. Nó hút có mùi ba cân chút riêng sắt đấy. Mùi riêng thơm mùi riêng cái sắt cái hút nó vị của nó hơi chua chua ngọt hút được không? Đặc điểm của người Nam Trung Bộ là ăn hơi ngọt. Nam Trung Bộ ở miền Nam ăn hơi ngọt. Nó tôi sụp vương màu trắng và nó hơi vị nó hơi cay cay một chút. Đúng rồi. Mình chấm nữa nó hơi cay. Sao ăn ngon. Kia nó lại to hơn cái này thì hợp rất hợp với cả cái mình dùng với cả bia à. Anh em mà bia nhậu cái này ngon. Cảm ơn em nhé. Kính mời quý vị các bạn dùng bữa với anh em mình nhé. Đây cái món ché Bình Định. Lem bằng nóng. Anh em mà hiểu biết về món này thì nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm quý vị các bạn phía dưới video các bạn nhé. Hẹn luôn. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau. Anh